Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, sáng nay Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo chính trị tại đại hội đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, Đảng bộ đã đề ra và lãnh đạo triển khai nhiều chủ trương mang tính đột phá trong công tác đào tạo. Nổi bật là việc tiên phong thực hiện đổi mới phương thức tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực và đưa Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á. Các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa công nghệ và kỹ thuật đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã có nhiều sản phẩm công nghệ được phát triển thành công. Trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định sẽ tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đảm bảo đủ năng lực lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, phát huy tiềm lực khoa học công nghệ, hoàn thiện mô hình đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực và trở thành đơn vị đi đầu đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.